Sáng ngày 4 tháng 2, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hội An tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố khóa 12, nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Trần Ánh, Bí thư Thành ủy đã đến dự và phát biểu với hội nghị. Với tinh thần trách nhiệm và phát huy dân chủ, các đại biểu Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố đã thống nhất về số lượng đại biểu được bầu Hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2021-2026 là 30 người số lượng người giới thiệu ứng cử là 60 người, được phân bổ khối đảng 10 người, khối chính quyền 10 người, khối lực lượng vũ trang 4 người, khối mặt trận và các tổ chức thành viên 9 người, khối xã phường 22 người, các thành phần khác, tôn giáo, người hoa, trí thức 5 người. Trong tổng số người giới thiệu ứng cử cần đáp ứng các yêu cầu là đảm bảo có ít nhất 35% tổng số người trong danh sách ứng cử viên là phụ nữ, phấn đấu tỷ lệ phụ nữ trúng cử khoảng 30% so với tổng số đại biểu Hội đồng Nhân dân đảm bảo tỷ lệ người được giới thiệu ứng cử dưới 40 tuổi không thấp hơn 15% tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân. Đảm bảo tỷ lệ người ngoài đảng và các thành phần khác được giới thiệu không thấp hơn 10% tổng số người được giới thiệu ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân. Đảm bảo tỷ lệ đạt từ 30% trở lên đại biểu hội đồng nhân dân thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 sẽ được tái cử trong nhiệm kỳ 2021-2026.